Xin chào cả nhà buổi chiều nha. Hôm nay thì mình muốn quay một chút xíu bởi vì mình mới đặt mua yến đó mọi người. Mình mua một lốc là 10 hũ thì được tặng thêm một hũ. Bây giờ mình xếp ra cho mọi người xem nha. Cái giỏ của người ta đây, giỏ bằng giấy, dễ thương không? Rồi để mình xếp ra cho mọi người coi nha. Đây nè cả nhà. Tổng cộng là 10 hũ, 11 hũ. Bởi vì mình mua một lốc 10 hũ thì được tặng thêm một hũ. Dung tích của cái hũ này là 70 ml nha mọi người. 70 ml. Đó, thì một hũ như vậy là 65.000. Thì mình mua như đây là hết là 650, chưa kể tiền ship 30.000. Đâu để bây giờ ở đây là chân, như bạn thấy này là chân táo đỏ nè, lá dứa nè. Cái này là chân cái gì đây, nho hả ta? Hạt sen, hạt chia, gừng. Cái này là không nè, không đường nè. Cái này là cái gì, nhãn nhục. Cái này là đường phèn. Bây giờ để mình coi nha. Đây, một cái hũ của nó đây, củ vitamin nguyên chất nhà nuôi. Đây, ở trên đây thì nó có để chín vị nha mọi người. Đây, nước có nước dùng nữa, đường phèn, mật ong, rừng, cốt dứa, cốt gừng, hạt sen, táo đỏ, dâu tây, nhãn nhục, thảo mộc và đào. Để coi, 2, 3, 4, 5, 6, đây 6, 2, 4, 5, 11. Vậy là của mình đủ 11 vị luôn hết ta. Vậy hai cái trong trong này là cái gì ta? Đó, nóng hổ luôn mọi người, rất là nóng luôn á nha. Nóng hổ luôn nè, coi nè. Ngon không? Không biết, biết có thiệt không nữa. Mà bởi vì mình đang ở trong thai kỳ của tháng thứ 5 á, cho nên là mình muốn bổ sung yến. Thì mình có hỏi trên mạng á, một lạng yến bình thường á, mà chưa lấy lông á, là 3,5 triệu. Mà đã lấy lông rồi là 4 triệu Việt Nam đồng cho 100g á nha mọi người. Thì mình còn phải mua nồi về chân, mua táo, mua đường phèn về, nó rất là lắc nhất. Thì mình thử mua cái này ăn trước xem là có được hay không. Thì mình sẽ dùng cái này luôn trong vòng 3 tháng tới, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Mình chỉ ăn 3 tháng thôi. Đó. Rồi, có chút này quay cho mọi người cho biết thôi. Rồi, chừng nào mình ăn hết xong mình cảm nhận được mình sẽ báo mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.